mục tiêu bây giờ là tưởng tượng đấy, chỗ không người tâm dùng nữa, thương mại điện tử bây giờ thế cho ta mở cái học trò xem bao nhiêu ở thành phố City là người hướng dẫn học trò rất tốt, chất lượng rất tốt và học trò rất hào hứng để nó cũng ngon. Về mặt lúc ban đầu tôi nói là về mặt góc độ nhân sự đấy, xã hội chúng ta rất nhiều người học cao là bắt đầu không máy phép từ buổi xã hội không làm gì. Tôi rất ủng hộ cho thanh niên bỏ việc nước ngoài về để công hiến cho xã hội. Tôi cực kỳ ủng hộ anh và tôi sẽ tìm mọi cách, sẽ tìm mọi cách tôi với năng lực của tôi sẽ kiểm tra được tiền đánh tồn tại để năng web này có thể tích đánh ngay các cái ba lộ tí về web tác tôi sẽ làm và tôi sẽ hỗ trợ được các anh. Còn việc thứ hai cái chuyện tôi chia sẻ về khả phí này, tôi đang bắt đầu cái chương trình sách khoản của tôi bắt đầu khoảng 50 triệu đồng, và 50 triệu đồng tôi bỏ tiền ra còn 15.000 thủ và 6 năm. Và đi tiền đó thì bây giờ tôi đã biết được một công nhân 6 tỷ đồng làm được hôm nay mình sách mang được cho 100.000 người. Và khi tôi làm tủ sách thì ở nông thôn thì người ta bảo là còn dân đô thị bảo còn không có kết quả như đó, nhưng tôi chẳng định mọi người thư về nhà trường hàng phủ năm nay chị tốt ra nhưng vẫn chia sẻ cũng có đọc được tủ sách. Nhưng bây giờ ở các vùng tôi hoạt động ấy thì vì tủ sách đã được học và bây giờ thường mà để đọc sách là đến tăng gấp 50 lần. Và là có những đô la tiếp tục là gì? Học trò đọc sách nhiều, một tên cô giáo phải đọc sách nhiều. Và thậm chí tháng năm vừa rồi còn học trò yêu cầu thầy giáo kém, không đi dạy bằng tôi nữa, có vẻ rất nhiều tôi kỳ vọng. Còn việc anh Dương làm, đôi khi làm là gì? Nó sẽ tạo ra những dân sự cho nhà nước mình. Có những cách chính trình tích cực để tạo ra sự thay đổi của mà và bền vững cho đất nước. Cảm ơn. Tôi Sơn công ty Long Minh là sách khoa cho thiếu nhi và một số sách khác trên riêng. Thế thì có mấy cái muốn chia sẻ cái dương của các bạn đấy này, thì trong cái việc mà cho lên khác tải thêm về cái đồ đạc để lao động thì bên trong tôi thì có dữ liệu rất nhiều, tức là tôi mua bản quyền của các sách toán, sách khoa học, sách kỹ thuật của cho thiếu nhi của nước ngoài rất là nhiều. Tôi được phép là 15% số dữ liệu đấy chia sẻ lên trên các công ty đại chúng để quảng cáo miễn phí. Và VTV6 một số các cái chương trình về khoa học kỹ thuật đấy là phải nhờ ông, thậm chí cả cái kịch bản cho tôi đấy, bởi vì là không có bản quyền để làm rất tốn tiền. Những cái bộ sách về lịch sử toán học các thứ không có bản quyền phí khoa học sinh vật các thứ thì tôi sẵn sàng ủng hộ. Thứ hai nữa là tôi thì có mở cái trường Vietjet cùng với lại huấn luyện viên Lương Trọng Minh với lại với Quỳ Vinh. Thế thì tôi cũng nghĩ là có thể tham gia một số cái về cờ vua. Lương Trọng Minh là tác giả mấy quyển sách cờ vua khá là nổi tiếng, thì tôi nghĩ là cái đấy có thể chia sẻ với cả bên và ví dụ nha.